nghệ sĩ đó á Tài. Vậy thì bây giờ Như Ý muốn mời thử quý vị có thể có Như Ý một tràng pháo tay thật lớn đâu quý vị. Chưa lớn, chưa mời ca sĩ lên. Đó, bây giờ mình làm cái lớn thiệt lớn nữa để nở mặt khán giả của Di An, khán giả của Hương Việt đúng không quý vị? Dạ, một lần nữa xin kính mời tất cả quý vị cho em chàng pháo tay thật lớn có thể đồng nhiệt chào đón qua giá này hải ngoại Kiều Quang. Cảm ơn. Cảm ơn những chàng pháo tay của quý vị. Ở đây nè. Dạ. Trời ơi, sướng dễ sợ luôn. Cảm ơn rất nhiều quý vị ơi. Thật sự thì sau dịch rồi 2 năm rồi bắt đầu mới đi gặp lại được khán giả khắp nơi. Mà nhất là hôm nay chị ăn giá tẹt hả, trời ơi thích ghê luôn á. Cuối cùng được vỗ tay, được khen tẹt nữa. Lát nữa tiền lương chắc em gửi quý vị hết rồi để quý vị quánh ô tô đi mai cho nó đã. Nói nghe quý vị tâm sự tí thôi. Tức là 2 năm dịch mình không có được gặp nhau. Bây giờ hết rồi, bớt rồi. Chị Quánh mới đi khắp nơi để gặp quý vị khán giả. Mà thật sự ngày hôm nay rất là hạnh phúc. Mỗi nơi có một cái hạnh phúc riêng. Thật sự là lâu lắm rồi bây giờ này nhé, mà Quanh không tưởng tượng được là khi các em trong đoàn nói là từ 6 giờ quý vị đã chờ Kiều Quanh với Hoàng Nhất. Xin nhận một cái cúi đầu của Kiều Quanh, Hoàng Nhất xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn rất nhiều, vui quá, thật sự gần Tết rồi quá vui á. Nói nghe nè, tâm sự nghe, lâu lắm rồi bây giờ đây cho nên em ngồi bên trong bên soạn câu chào chào lấy lòng quý vị có được không nha. Kiều Quanh xin kính chào toàn thể các anh các chị, chào quý vị từ thành thị đến công ty, chào từ công ty chào qua từ đợt sinh nhật một tuần các để tôi chào và chào ào ta nói mình định muốn chào cho sự với chào toàn bộ quý khán giả có mặt ngày hôm nay. Đó, rồi tâm sự chuyện này cho nghe luôn. Trời ơi, đủ thứ chuyện xảy ra cho đời em từ chiều tới giờ luôn á. Sao mà em từ trên kia đi xuống đâu có làm đường đâu. Đi theo cái bà Google mà bà chỉ xà bướng dữ lắm. Đi lộn quá trời luôn. Sao mà tại vì bữa nay cái anh tài xế nghỉ. Thành ra là anh Hoàng Nhất anh lái luôn. Thế là hai đứa đi lạc 2 tiếng hồ mới về tới đây. Thì vừa mới xuống xe tốt bên kia lội bộ qua. Vừa hỏi cái thằng anh kia bên phải chỗ này ổng nên quá đứng lại. Trời ơi, hết hồn. Năm nay đứng lại chi, đứng lại anh yêu em trời. Tôi đâu mà tự nhiên nhanh xương vậy ông nội. Thế xong đi, anh yêu em phải không? Nhưng mà tôi nhìn mặt ông, tôi biết ông nói dối. Ông nói không, anh xin lời. Anh mà có nói dối, hai đầu gối nó bằng nhau. Trời ơi, nó thề xong muốn mượn súng bắn cho nó xô le mẹ. Rồi nó rảnh ghê đó quý vị. Nhưng mà em đang ngôn đó gặp quý vị. Nhưng mà yên tâm đi, trong cái rủi nó có cái mai. Khoe luôn, hồi chiều đánh 5 tờ giá số trúng 5 tỷ. Trời thì ốm không? 5 tỷ bạc. Thành ra lâu lâu gặp chị An em chơi xịn em tặng hết luôn. Mấy trăm cái xe tải ngoài kia bao nhiêu trăm bao tiền chắc ngoài đó. Em vô em tặng mỗi người bao xài chơi cho em chút em lấy được hết tiền xài chơi luôn tôi cho cả nó chở xe. Thằng này hỏi má đỏ hồng hồng cái gì? Dần chẳng cho anh hỏi. Hỏi gì? Em có chồng hay chưa? Có chồng mới chưa kể cha ta mày hỏi làm chi? Ủa mà thằng nào vậy ta? Rồi em định đi lấy tiền tặng cho quý vị đến tô tô chơi mà ghét này thì ghét dễ sợ. Quý vị cho em một phút em hò lại để biết em cũng hò được nha. Quý vị chờ em hò vậy có được không nha? À, dạ anh hỏi thì em xin thưa. Dạ con thì một đống mà chưa có chồng. Vỗ lớn thêm nữa cho mày nó để em. Cảm ơn quý vị, ở đây dễ thương xin gì cho nó. Ủa mà thằng nào vậy? Anh trai. Ủa anh là thằng nào sao mày họ mày không xuất hiện? Cho ra mới ra chứ. Chồng đồ cua nó dám chọc ghẹo tôi mày giờ nó cho ra mới ra chứ. Bây giờ một là ra, hai là vừa ra vừa ôm cái mỏ máu không ông thích cái nào. Ý, ai sao liền? Ai đâu? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, không hả? Trời. Sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Tại vì anh yêu em. Hả? Không lẽ cái thằng này bạn thằng hồi nãy ta? Không lẽ mấy quỷ này nó canh em ta? Trời đất ơi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, tôi không có yêu anh được. Ủa sao vậy em? Tại vì tôi là gái đã có bồ. Gái có bồ như hoa có chậu. Đúng rồi. Anh đây thăm hậu đặt chậu cướp hoa. Trời đất ơi, nó yêu không được, nó đặt chậu nhà tôi nó cướp ba luôn rồi trời ơi. Tôi gặp nghe anh cướp rồi trời ơi. Tôi gặp nghe kẻ đa tình rồi. Phải, anh là kẻ đa tình. Nhưng mà tôi sợ mấy người đa tình lắm. Ủa sao vậy em? Tại ta thường nói ta nói gì nè. Đa tình tự tử chú dây điện. Điện giật tới đây chứ. Tự tử. Cho nên tôi sợ chết lắm.
Phải rồi, làm sao em chấp được? Sao vậy? Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia, ta muốn chết gì anh? Trời ơi, mấy vợ nó khôn ghê á. Sao vậy em? Là nó sẵn sàng chết còn không có lấy ông đâu nội. Anh chưa hiểu. Tụi nó ôi dung ta tụi nó chưa thấy chưa hiểu. Trời ý là tôi nói sao ông tự tin quá. Phải, anh rất tự tin. Sao vậy? Nghe nè. Nghe, sao? Ngõ buồn chẳng có một ai à. Soi gương mới biết à. Mình đẹp trai vô cùng. Đẹp trai nhưng lại bị khùng. Bị khùng cho nên ông mới biết ông vô cùng đẹp trai. Trời đất ơi, hết dịch rồi ai ta cũng đi kiếm tiền. Ta đến ta chơi lô tô có mình nó đóng phòng lại. Nó đẹp trai vô cùng. Người ta chích bốn mũi cắt này nó hút 8 mũi hay vậy nè. Không nhớ nữa. Ông nó chích chích nó hết biết nó mấy mũi luôn. Trời ơi ông khùng quá ông ơi. Tôi có đâu anh khùng lắm em ơi. Anh khùng lắm hả? À. Vậy nào giờ tôi mượn tiền vàng bạc của anh mà ta cho anh được ta có làm khó gì anh không? Ê, chuyện đó thì chưa. Trời ơi cái đó mà khôn đây nè. Ở Dĩ An mấy anh chị chỉ tôi chỉ ngược là anh về mới khôn nghe nè. À. Chim khôn hót tiếng nhẹ nhàng. Đúng rồi. Thằng nào khôn mà hỏi mượn được vàng thằng đó mới khôn. Đúng không quý vị? Chỗ lớn tôi đi cho này nó để em. Nể lắm rồi đó. Ông khờ á thì có. Đúng rồi. Bà con ở Dĩ An á kêu anh bằng hai lúa không à. Trời ơi hai lúa tức là hiền lành chân chất thiệt thà chất phát đúng không quý vị? Đúng rồi. Ông dám không nhìn cái bản mặt ông là lầm chết á. Ủa là sao? Ông có biết ông là cái loại người gì không? Là sao? Là trước mắt tôi anh là người hai lúa. Đúng rồi. Mà sau lưng tôi anh là chúa giang hồ. Nhìn cái bản mặt nó biết tâm thê chém mướn và đặt cái mặt đồ bếp làm ca sĩ nó đá hình đó. Ủa sao nó chuyện kỳ vậy? Sao nói được giờ tôi sợ quá bà giờ tôi qua Mỹ cũng qua Mỹ giờ xuống Dĩ An gặp cái gì cũng quý đẹp đó. Ủa quý vị là làm sao em sống được vì kỳ bà nhìn đứa con gái thằng này em thèm là cái thằng này ảm ảnh đời tao hoài vậy trời ơi là trời tới khùng hoặc bánh bảy này muốn ăn cái gì cũng cúng cho anh ăn cho qua sao nó cái thằng này ảm ảnh cái gì là tôi nói với nó thì ông chỗ nào em đi cho nó thì em hỏi đi lấy chồng em trả với chồng ba má để cho lẽ giờ cái điện thoại là sao trả ba má là lớp mày bóp ba má em bắt là chưa thấy em lấy chồng thì con làm sao trả đến là bảo tội lại trả á. Sao sống với thằng này nó hơi dài. Em càng chửi anh càng yêu. Trời ơi, quỷ này anh ăn cái gì mà nó lì dữ vậy ta? Tại vì cuộc đời của em không có anh à. Thì cuộc đời của em không có nắng. Ôi dồi, công nhận quỷ dịch này nó nhắc em mới nhớ. Quý vị đúng là cuộc đời của tôi nè. Không có anh thì đời tôi không có nắng. Đúng rồi. Mà có anh rồi nắng chết mẹ tôi luôn. Mà sao em chửi anh hoài vậy? Sao không chửi anh? Ta từng nói hả? Nói gì? Ta nói lời chửi, con bắt tiền mua lựa lời mà chửi. Cho trò bằng cháu đã chửi, đặt nó chửi, cho thịt tao chửi. Mày có biết đâu có chửi. Thôi thôi thôi, hôm nay lâu lên Dĩ An bà con đâm quá trời luôn. Nói chuyện gì cho vui vui đi. Chửi hoàng ngán hết luôn. Lâu lâu lý do tôi đã giờ. Anh biết sao mà cỡ anh với mấy quỷ quỷ mà xạo xạo đẹp trai mà cứ theo cua tôi mà không bao giờ dính không? Ủa sao vậy? Là tại tôi không có tin đâu, mấy quỷ dịch này nó nói xạo không à, đúng không quý vị? Ở ngoài thấy xấu xí mà dễ thương chứ trời ơi kiểu này nó dốc thấy ớn luôn á. Nó luồn gạt cái ghê luôn á. Cố lên em ơi, anh hiền lắm em ơi. Tôi không tin bây giờ vậy nè, anh chơi gì lạ hơn ta đi. Sao? Đó, bây giờ lâu lâu về Dĩ An đúng không? À. Mà khán giả bên đây đông quá, dễ thương quá mà nãy anh hát ủng hộ quá đó. À. Bây giờ mình chơi cái game gì thì không có gì, quý vị làm chứng giùm em nha. Ba giận dày, tức là Hoàng Nhất lần đầu tiên xuất hiện ở đây sẽ sáng tác một bài tặng cho quý vị tại chỗ. Trong đó có tên em của quý vị vỗ tay em lấy Hoàng Nhất, còn quý vị không vỗ tay nó bán dặn nó trả cho quý vị chơi lô tô mình chơi không? Chơi cái game vậy nha. Chơi chơi à. Ủa mới xuống Dĩ An chưa ăn gì sao mày nó ra gì vậy ta. Mới rủ chơi chơi à. Nhớ nha. À. Hoàng Nhất sáng tác một bài tặng cho quý vị vỗ tay em lấy hoặc chứ quý vị không vỗ nó bán già nó chơi quý vị ra tiền đi chơi. Chơi phải không? Chơi một cái ra đường lỡ luôn này kêu. Chơi phải không? Chơi. Khoan đợi chút. Làm gì? Nam mô Di Đà Phật. Khán giả phù hộ cho con. Đừng ơi. Khán giả nào phù hộ? Ủng hộ. Trời ơi. Để con cua nhỏ này về con hành hạ nó. Cái giả quánh ông phù thủng luôn chết phù hộ. Trời ơi. Làm đi rồi biết. Để chuẩn bị chưa? Đi 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3 là sáng tác liền nha. À. Dạ bây giờ mời quý vị thưởng thức sáng tác của Hoàng Nhất. 1, 2, 3 vô. Quánh ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió trong dòng lệ đau tiếp nè, giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi mà.
cách biệt nhau rồi, quan ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung được. Vỗ tay hết luôn. Trời ơi, làm vợ rồi. Cái này chị làm vợ quýnh cho mà thắng luôn. Hồng khán giả đây dữ lắm. Trời ơi, vợ của tay chuẩn bị vỗ dễ sợ luôn ha. Là tôi nói anh nghe bao nhiêu người thương ông đúng không? À? Ông trời cũng thương tôi à. Ủa là sao? Ai cũng vỗ ủng hộ quá trời luôn. Có cái anh kêu mấy ông ngứa mũi sao bông gãi lỗ mũi trọt quá trời. Ai? Ông bảo dạng thụp xuống rồi. Giúp chơi không giúp chịu à? Ông cũng định vỗ sao ông ngứa quá ông đéo gãi. Ông trốn rồi à? Em cảm ơn cái lỗ mũi anh đó. Trời ơi, cua đẹp rồi. Một chú Nguyễn Lý thì ngưng cái khoảng canh tám trong chai rửa mũi. Trời ơi ơi, không có cái lỗ mũi lấy dịp dịp rồi. Bây giờ sao đây? Trời ơi, bây giờ khán giả đây thích quá vậy, bây giờ anh dám chơi vậy không? Nó thử nghe coi. Bây giờ hát yêu cầu khán giả nào muốn cái gì hát, hát nó sáng rồi chơi á. Chơi luôn. Nó ăn cái gì mà rủ gì nó cũng chơi. Không biết rủ chơi chơi à. Cái thằng này nó riêng nội tâm. Quậy quá. Giờ sao? Giờ nha. Ừ. Chơi nha. Ừ. Bây giờ hát không tập giật trước nha. Ừ. Mà phải vô nội dung tôi hát, bây giờ phải vô nghe chưa? Ừ. Nhớ nha. Không có được hát bậy nghe chưa? Ừ. Dạ bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đừng mang tên mặt là bóng hát mặt em đang cao miễn vô thì thôi vô. Ai vô cái gì quên rồi ta? Ai biết cũng vô vậy? Nhớ nè. À nhớ rồi. À. Sao
rồi. Chị Khoanh à. Khó tính dữ vậy. Trời ơi, con nó hát xong nó đổi tên cha mẹ. Tôi đặt tôi luôn, mà nó nói tôi khó tính. Tại vui quá. Trời ơi, con nó vui, nó quất luôn tên thọ của tôi luôn mới ớn chứ. Tôi nói nghe nó giận chơi anh vậy thôi. Tại tôi thấy khán giả đây dễ thương quá. Mà tôi thấy người ta nghe tầng là trẻ rồi này, nhạc này kia. Thành ra tôi trộn lộn tá lạ, có giọng cổ, có tí là đang chi. Phục vụ cho quý vị, cho ta may mắn cuối năm chứ tôi không có lấy anh được. Hứa rồi mà cho nổi. Trời ơi, vậy là thằng quỷ dịch này nó không có nghe bài hứa thật nhiều. Thật hứa rồi cũng thật nhiều. Trời ơi. Bài nó nổi tiếng lâu mà bây giờ nó giận quá phê lắm á. Nó nghe, nó giỡn vậy thôi. Hồi nãy anh thấy không, cái thân thế của tôi ra tôi giới thiệu mọi người, ai cũng biết tôi mấy chục đứa con nhắm anh theo tôi, anh lo cho tôi nổi không mà đưa vô tôi. Ủa em có chồng nào mà con nhiều dữ vậy? Tôi không có chồng, tôi mồ côi từ nhỏ tôi lớn, nên giờ tôi thương mấy đứa mồ côi lắm à. Đi đâu tôi đi hát, tôi có tiền tôi nuôi mấy chục đứa luôn á. Vậy hả? Anh theo tôi, anh lo cho tôi nó nổi không? Anh lo tiếp cho. Thôi, thằng nào nó mất cua mình nó cũng hứa vậy không á. Ờ, bữa thằng kia đi trang, cái em vừa đi, nó lấy kéo, lấy dao, lấy thớt chút, nó lấy là coi như là nội tạng con em qua Trung Quốc nó bán mẹ nó rồi. À mày ác chứ gì ta? Ủa cái mặt nó giống y như ông vậy. Có đâu anh hiền lắm em ơi. Đâu, trời ơi, tôi không có tin, tôi có giao con tôi cho ai đâu, được có hồng. Bây giờ anh nói thương tôi đúng không? Ừ. Bây giờ trước mặt mọi người anh hứa đi, anh đi theo lo cho tụi nó trước 30 năm nữa, cái tôi trở về tôi gặp từng người tôi hỏi là cho tôi lấy anh, tôi lấy thì có 30 năm chứ mấy. 30 năm? À. Cô làm được gì nữa không? Sao không, ít nhất cũng còn hai cái nút cạp đỡ kìa. Ôi trời. Thí dụ như cái răng đụng lấy bọc lên la bọc nút lại. Trời ơi nghe nhột ghê luôn. Ai cũng nhột chứ phải mình ăn. Nhột răng quá. Quá chịu luôn chứ sao giờ. Chịu nha. Ông chịu luôn chứ sao. Sao phải vậy thôi chứ đâu còn đường lựa chọn. À. Anh hứa trước mặt mọi người rồi nha. Đúng rồi. Không có được thêm nút rồi á. Ừ. Trước khi đi chào cái gì cái đâu. Đúng rồi. Kiều Anh và Nhất xin chân thành cảm ơn vị trạng phóng tay của quý vị. Mọi người đi cùng đây.